chúng ta đi vào cái cụ thể, cái bài hướng dẫn của tôi. Rồi, tôi mới nhắc lại cái phần này, tôi tài liệu này tôi đã gửi qua cho các anh chị rồi. Cái mục tiêu của cái phần này á là minh họa một số dạng giao diện thông dụng khi mà thiết kế giao diện người dùng. Tôi dùng từ thông dụng thôi cho nó nhẹ nhàng, chứ còn không nói là từ chính xác. Nó là một số dạng giao diện dở nhất có thể có khi mà thiết kế giao diện người dùng. Đó, một số dạng giao diện dở nhất có thể có. Còn dùng từ nhẹ nhàng gọi là thông dụng. À, nhưng mà chúng ta phải đi từ từ. Chúng ta đang học nhập môn công nghệ phần mềm mà. Tôi đã cố gắng nâng cấp lên rồi, nhưng mà cái để mà đạt được một cái gì đó gọi là chuyên nghiệp á thì nó còn là một cái quá trình, không thể học một ngày một bữa được đâu. Và cho đến tận cái môn thiết kế phần mềm nâng cao á thì đó, các anh chị sẽ thấy rằng nó sẽ khác xa so với lại lúc này, đúng không ạ? Nhớ ở đây là tôi minh họa mục tiêu chính của nó, là minh họa cái dạng thiết kế giao diện thì như thế nào. Còn cái mục tiêu phụ á là tôi hỗ trợ sinh viên thực hiện đồ án, chứ ở đây không phải là bài sửa của cái đồ án. Đừng có lẫn lộn nha, đừng có lẫn lộn, đây không phải là bài sửa của đồ án. Chỉ có điều là tôi lấy ngay những cái đồ án đó ra, tôi minh họa nó có cái dạng giao diện như thế nào, kêu không à? À, thì ở trong đó cái quản lý thu chi gia đình á, tôi minh họa đầy đủ những cái màn hình giao diện hết. À, minh họa đầy đủ hết. Còn quản lý khách sạn á, chỉ minh họa với cái màn hình ứng dụng và màn hình nhập liệu phiếu thuê gì đó vân vân thôi. À, bây giờ đi vào trong cái quản lý gia đình này, nhắc lại là cái yêu cầu nó nè. À, các anh chị thấy ở đây cái yêu cầu á là xây dựng cái ứng dụng như thế này, có cái thống kê rồi gì đó vân vân á, đúng không ạ? Thế thì ở đây á, là các anh chị sẽ ngó thấy những cái yêu cầu này nó xuất phát từ những cái công việc của người ta, nó xuất phát từ những cái công việc của người ta, thấy không ạ? Người ta yêu cầu cho cái ứng dụng này, chẳng qua người ta có cái công việc đó. Người ta nói ngắn gọn thôi là quản lý những cái khoản thu, khoản chi. Cái này nó hàm ý ở bên trong những cái công việc nào của người ta. Quản lý những khoản thu, khoản chi, nó hàm ý trong đó là những cái công việc nào. Đó, hàm ý ở bên trong là 6 cái công việc, 6 cái nghiệp vụ mà người ta làm ở trong cái thực tế. 6 công việc đó là cái gì? 6 công việc đó, bây giờ nói với khoản thu, nó có 3 công việc. Công việc thứ nhất á, của người ta đó là sao? Người ta ghi chép một cái khoản thu mới, ghi sổ một cái khoản thu mới là công việc của người ta đó nha. Ghi sổ. Còn cái chức năng của mình á là mình cho người ta là thêm mới khoản thu. Thực sự ra bởi vì tôi dùng từ là dở nhất có thể có. Đáng lẽ là cái chức năng nó phải hiện lên cái câu là sao? Ghi sổ khoản thu mới là nó đúng với cái công việc của người ta đang làm, chứ không có thêm mới là cái từ tin học. Còn ở bên trong của mình muốn làm chuyện gì làm, ở bên ngoài á, người ta phải ngó thấy cái tên của những cái công việc người ta đang thực hiện. Theo kiểu không à? Nhưng mà thôi, cái gì mới bắt đầu vậy đó là tôi làm cho nó nhẹ nhàng, phải không à? À, rồi với cái khoản thu đó là khi người ta ghi vô sổ, tại bình thường người ta ghi sổ. À, không biết nhà các chị có ghi không, nhà tôi trước là cũng có ghi đó. Hễ mà mình có thu cái gì đó cái mình ghi vô sổ, phải không à? Nhưng mình ghi á thì mình có thể rằng là mình ghi sai. Mình ghi sai cái số tiền, ghi sai cái ngày, phải không à? Thì bây giờ mình chỉnh sửa lại cái khoản ghi chép đó, chỉnh sửa lại cái ghi chép đó. À, thì cái đó nó tương ứng với phần cập nhật đó, phải không à? Rồi mình ghi vô mà mình cuối cùng là cái khoản thu này là mình ghi sớm quá rồi cuối cùng người ta không có thu thiệt, mình không có thu được thiệt thì làm sao? Bôi, xóa cái khoản thu, phải không ạ? À, tức là cái thực tế người ta làm việc trên sổ sách, sổ gì có cũng tập thôi à, cũng tập và ghi vô những cái khoản thu, rồi có cái khoản thu nào đó là sai lấy viết sửa lại, có khoản thu này không còn nữa lấy viết gạch chéo đi. 3 cái công việc đó nó sẽ tương ứng với 3 cái chức năng là thêm mới, cập nhật, xóa, là hoàn toàn đúng. Chỉ có điều tên á, đáng lẽ là không nên là tên là thêm mới, cập nhật, xóa, hiểu không ạ? Nhưng mà tôi làm cho nó đơn giản cho các anh chị. Đó. Rồi tra cứu cái thu chi theo thành viên, theo ngày, theo số tiền, là cái công việc thực tế của họ là sao? Sao họ ghi vô sổ rồi, cái này mới giúp cho họ nè. Cái chuyện ghi vô sổ là họ ghi lẹ hơn chúng ta luôn á.
Đây mới là giúp họ thiệt á, phải không ạ? Là đến một cái lúc nào đó thì họ muốn tìm lại coi là cái ngày hôm đó là có những cái thu nào, có những cái chi nào, hiểu không ạ? Thì dễ lắm, họ lật sổ ra, sổ thường thường là có ghi ngày đầu tiên, ngày đó bắt đầu gì đó vân vân, không có khó. Nhưng mà cái này khó à. Bây giờ là họ muốn tìm xem coi là cái thành viên ở trong gia đình này á là có những cái thu nào, có những cái chi nào. Cái đó không dễ đâu. Cái đó họ phải lật cái sổ đó từ đầu á, lật từng cái một hết trơn. Ví dụ như thành viên Nguyễn Văn X thì lật ra coi cái trang này có Nguyễn Văn X hay không, trang kia có Nguyễn Văn X hay không, trang nọ có Nguyễn Văn X hay không. Lật từ đầu cuốn sổ cho đến cuối cuốn sổ, khó đấy. Theo ngày thì là dễ, theo ngày thì không có mình họ làm cũng được. Theo số tiền cũng phức tạp. À, thì cái việc mà tra cứu, cái việc thống kê là thực sự là giúp cho họ. Cái mà họ được hưởng lợi là cái đó đó, chứ không phải là cái chuyện nhập vô đâu, nhập vô họ ghi chép lại ăn mình, hiểu không ạ? À, rồi cái đó là tôi đang nói về cái ý nghĩa. Thì các anh chị qua bất kỳ cái ứng dụng nào, ứng dụng bán vé khách sạn, ứng dụng cái gì đó, các anh chị phải biết cái công việc của người ta làm là cái gì, người ta mới đưa ra cái yêu cầu như vậy. Xin lỗi nha. Thôi cái này tôi sửa rồi ha. À, đây. Cái màn hình ứng dụng, như tôi nói các anh chị là nó sẽ là một cái thực đơn. Trong cái thực đơn này á, nó mới bày ra những cái chức năng cơ sở hay chức năng tích hợp. Thì những chức năng này đều là chức năng cơ sở hết. Tất cả chức năng này đều là chức năng cơ sở hết trơn. Thì tuần sau chúng ta nói tới chức năng tích hợp. Tuần sau chúng ta sẽ nói tới cái chức năng tích hợp nha. À, nhưng mà cái tên đặt của nó rất là dở. Sao à? Tên đặt rất là dở. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi dùng chữ thông dụng á. Thông dụng là ở ngoài người ta ưa xài lắm á. Sao à? Mà đúng thiệt. Nhưng mà từ thông dụng như thế này á, nó đồng nghĩa với là dở nhất có thể có. Cái gì mà cái ứng dụng mà ngó vô thấy toàn là từ tin học không à. Ứng dụng là giúp cho người ta làm những cái công việc của người ta. Thế thì thực đơn nó phải chứa tên của những cái công việc người ta làm. Thực đơn nó phải chứa cái công việc người ta đang làm. Thì các anh chị tìm hiểu cái tên của công việc của người ta. Còn cái mã số là bên trong các anh chị muốn đặt gì đặt. Nhưng mà cái tên đó là cái mà nhìn ra bên ngoài. Kiểu nè, đó là một chuyện. Tôi nói về cái trên cái màn hình này, cái này thì là thực đơn thì các anh chị làm rất là dễ rồi, đúng không ạ? Tôi đã có hướng dẫn cho các anh chị rất là nhiều rồi, phải không ạ? Làm sao mà biết được nó có nhiêu đây? Thì mình dựa trên những yêu cầu của người ta, phải không ạ? Dựa trên yêu cầu của người ta là mình phân rã ra cái yêu cầu đó là nó thuộc về cái loại đối tượng nào, phải không ạ? Rồi cái màn hình nhập liệu thì rất là đơn giản là như thế này nè. Thì nhưng mà tôi sẽ phân tích cho các anh chị để các anh chị hình dung ra được á. Cái thể hiện này là thể hiện trang trí nè, phải không ạ? Màn hình chức năng cơ sở á, thì tôi nói có mấy cái trang trí, thì cái chữ cập nhật gia đình, cái tên, cái điện thoại, cái địa chỉ này á là những cái trang trí để hiện lên nó đẹp thôi, nó không có ý nghĩa xử lý gì hết trơn á, hiểu không ạ? Còn lại thể hiện thông tin của những cái đối tượng thì ra ở chỗ này nè, là những cái thuộc tính của nó, cái gia đình nó có tên, nó có điện thoại, cái địa chỉ, nó có hình của nó. Đây là thể hiện của đối tượng dưới dạng hồ sơ. Thể hiện đối tượng dưới dạng hồ sơ. Một đối tượng nó có nhiều dạng thể hiện của nó, hiểu không ạ? Nhiều dạng thể hiện, nhiều dạng trình bày à, thể hiện hay là trình bày cũng vậy lên à. Rồi cái đồng ý này á, chúng ta phải nhìn thấy đây là thể hiện của cái yêu cầu thực hiện. Tại người ta bấm click vô con cái là mình cập nhật, mình xử lý cập nhật liền, cập nhật lên cơ sở dữ liệu, cho dù là nó ở cục bộ hay là ở ngoài dịch vụ gì đó luôn cũng vậy, phải không ạ? Phải nhìn thấy nó. Hướng dẫn sử dụng thì các anh chị cứ ghi ha, tôi đây ghi chú là dành cho lập trình viên nha. Hướng dẫn sử dụng này là tự đưa vô thêm thôi, phải không ạ? Tôi không nói. Lúc mà làm bài thi hay là làm hồ sơ của đồ án thì các anh chị phải điền đầy đủ những cái phần này nha. Thì là các anh chị hướng dẫn sử dụng là người ta có thao tác gì để người ta xài cái màn hình này. Ghi chú là những cái dành cho lập trình viên, phải không ạ? Lưu ý phải kiểm tra cái gì đó vân vân á, đại khái là vậy, phải không ạ? Có cái mẫu trong cái quản lý nhân viên một quy mô nhỏ nha. Rồi thiết kế màn hình giao diện là thống kê, tôi đang nói về cái chức năng về gia đình trước mà.
Đây nè, gia đình nó có ba cái nè, nó ba cái này là ba màn hình nha, ba màn hình thống kê thu chi theo tháng. À, thì ghi như thế này ha, mà hướng dẫn sử dụng là gõ cái tháng vô đánh enter thì nó sẽ ra như thế này, nó ra như thế này, đây là cái kết quả của nó. Đây gõ cái năm vô đó, thu bao nhiêu chi bao nhiêu, được chưa? À, ở đây là hai cái màn hình đối với góc nhìn của người dùng, thấy không? Nhưng mà bên trong của mình để lập trình cho nhanh thì mình làm một màn hình thống kê thôi, còn các anh chị làm dở thì các anh chị làm hai màn hình cũng được, miễn sao nó chạy được thôi. Đó, miễn sao nó chạy được thôi. Người dùng nhìn thấy hai cái màn hình, thấy không ạ? Hai cái màn hình rõ là tại vì khi họ chọn cái chức năng mà thống kê thu chi theo tháng thì nó ra cái màn hình này, chọn chức năng thống kê thu chi theo năm nó ra màn hình này. Như bên trong cái kỹ thuật lập trình tôi đã hướng dẫn cho các anh chị rồi thì nó có khái niệm mã số thống kê, thì chúng ta chỉ tạo ra một cái class màn hình thống kê thôi. Đó, ví dụ như các hàng đó, đó là cái chuyện của lập trình. Nhưng mà người dùng thì nhìn thấy hai cái ha. Rồi màn hình nhập liệu thì khi họ chọn thêm mới thành viên, cập nhật thành viên, xóa thành viên, vân vân, họ nhìn thấy ba màn hình. Còn mình lập trình hay á thì mình nhìn thấy, mình chỉ lập trình một màn hình thôi, nhưng mà họ nhìn thấy ba màn hình đó. Rồi màn hình nhập liệu, khoản thu thì y hệt vậy thôi, đó mà cái nào mà ghi chọn thì chúng ta hiện ra cái danh sách vậy thôi. À, màn hình tra cứu đây, thấy không ạ? À, nó có ba cái màn hình tra cứu, thấy không? Ứng với lại ba chức năng á, nó có ba màn hình tra cứu. Đây là chúng ta ghi như thế này, rồi chúng ta hướng dẫn sử dụng của ngày này theo ngày là như thế này, theo số tiền như thế này, rồi có cái ghi chú. Cái cách trình bày á là các anh chị, tôi hướng dẫn các anh chị đây cách trình bày cho nó gọn nhất, khỏi có làm biểu tượng gì hết trơn luôn nữa. Tại vì ở đây lên biểu tượng là lên chương trình thiệt, còn ở đây là chúng ta chỉ làm ở trên giấy thôi, tức là chúng ta làm trên PowerPoint đi, chỉ làm PowerPoint nó tiện hơn là làm trên Word nha. Cái hồ sơ các chị nên làm bằng PowerPoint, đây tôi làm bằng PowerPoint thì nó lẹ lắm, không có gì hết trơn ha. Đó, một loạt những cái màn hình tra cứu là như thế. Đó, thì hãy click vô cái thành viên nào thì nó hiện ra khoản thu của thành viên đó, nhưng mà chúng ta phải có ghi chú là thông tin về cái khoản thu này là gồm có cái gì, thông tin về cái khoản về cái phần mà để mà kiểm tra này là cái gì, thì là cái mẫu này đã có trong quản lý nhân viên một quy mô nhỏ rồi nha. Đó. Thống kê nè, thống kê này là thống kê của cái thu á, thấy không ạ? Thống kê thu theo tháng, thấy không ạ? Thống kê thu theo năm, rồi khoản chi thì y hệt thôi, không có gì hết trơn, thấy không ạ? Khoản chi thì y hệt thôi. Đó, tức là tôi đã cung cấp cho các anh chị đủ hết tất cả những cái dạng giao diện của cái quản lý thu chi gia đình một. Đây là một cái bài tối thiểu, đây là một cái bài tối thiểu, hiểu không ạ? Đây là một bài tối thiểu. À, ở đây thì là nó là dạng những cái màn hình chức năng cơ sở, màn hình chức năng cơ sở nha. Mặc dù là chúng ta lập trình có kỹ thuật là chúng ta lập trình được có một cái class thôi á, nhưng mà đối với người sử dụng như vậy gọi là chức năng cơ sở, như vậy gọi là chức năng cơ sở ha. Rồi trước khi mà giảng tiếp nữa thì là nói tôi nghe coi là có thắc mắc gì không, có hiểu được cái bài hoặc quản lý thu chi gia đình không trước khi tôi nói tiếp. Tất cả gậy kiến nhà tôi đi nha. Tất cả gửi ý kiến cho tôi, ít người gửi quá luôn nữa. Rồi bây giờ là nắm được thì cho tôi biết là nắm được, còn không thắc mắc thì cho tôi biết là thắc mắc, chỉ đơn giản vậy thôi mà không có gửi giùm tôi ý kiến nữa.
Cái bài soạn này là ghi là tháng 8, nhưng thực sự ra là, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi soạn đâu cũng cuối tháng 8 luôn nữa đó. Tôi soạn cho các anh chị cái đoạn này là mới mà, mới toanh hoàn toàn luôn nữa đó. Tôi không có tiếc công sức để soạn cho các anh chị, mà tôi chỉ chán nhất là khi tôi hỏi ngoài chạy ra thì hết trơn à. Nói hoài luôn nữa. Bây giờ qua cái bài quản lý khách sạn. Cái yêu cầu của nó đây. Các anh chị mới thấy nè. Mình tạm gùng gọi là một cái yêu cầu nên ứng với những cái chức năng cơ sở nào. Cái đó là phải biết đầu tiên, đọc một cái đề, đọc một cái yêu cầu để ứng với những chức năng cơ sở nào. Bây giờ tôi xét ở cái góc độ là đồ án thôi á nha. Là người ta chỉ yêu cầu bao nhiêu đây thôi, thì các anh chị tự suy ra những cái chức năng cơ sở của nó được. Quản lý những cái phiếu thuê phòng là coi như là có ba chức năng cơ sở, đúng không ạ? Làm dở nhất có thể có, giống như phiên bản này là thêm mới phiếu thuê, cập nhật phiếu thuê, xóa phiếu thuê. Thực ra người ta không có làm gì đâu. Làm người ta phải nói là sao? Là cho thuê phòng và cái nghiệp vụ của người ta, hay là lập phiếu thuê, được chưa? Đó là thêm mới đó. Còn cập nhật là hiệu chỉnh cái phiếu thuê, hiểu không ạ? Hủy cái phiếu thuê, vân vân. Đó, đúng là lên của nó phải là như vậy. Rồi tra cứu gì đó vân vân, hay không, không nói đó. Thì thực ra là mọi cái lời yêu cầu á, tên gọi nó có thể khác nhau, nhưng mà nó quy về á là nó có hai loại chức năng là khai thác thông tin với lại là tiếp nhận thông tin. Nó quy về nó có hai loại thôi. Một cái là chuyên là nhập liệu, là thêm mới, cập nhật, xóa. Đó là cái chuyện mà phân bổ nội bộ của mình. Còn tên đối với người dùng, tôi nhắc lại á, tôi chỉ đưa ra phiên bản này thôi. Trong những cái phần khi mà các anh chị làm cái đồ án thiệt á, thì nên chọn cái tên nha, chọn cái tên cho nó hay. Không có chuyện gì hết, chọn tên thôi, đúng không ạ? Rồi một chức năng khai thác thông tin là gồm có tra cứu và thống kê vậy thôi, không có gì gì hết đâu. Đó, thì ở ngoài thực tế là làm như thế nào thì mình đặt tên là như vậy thôi. Đó. Thế thì cái này thì nói rồi nè ha, cái này là cách 1 nè, cách 2 nè, hai cách này đều dở hết trơn luôn nữa, nhưng mà thôi tạm thời vậy đi. Đó. Đây. À, tôi minh họa đơn giản. Đó. Thì tôi chỉ minh họa cái màn hình ứng dụng ở đây, đây là chức năng cơ sở của nó. Ở đây tôi dùng cái tên đỡ hơn chút, cho thuê phòng, trả phòng, xóa phiếu thuê, xóa phiếu thuê, các bạn. Tại vì trong cái hay là hủy phiếu thuê gì đều được hết trơn, dùng từ thế nào cũng được. Tra cứu thì đúng ra là dùng cái từ gọi là tìm, tìm kiếm, các bạn. Cái gì dùng từ tra cứu thì chắc họ cũng chịu, không sao. Từ tra cứu cũng thông dụng, các bạn. Tên phải thật rõ ràng, nha. Rồi. Thế thì bây giờ là cho thuê phòng là như thế nào? Cái này mới là cái quan trọng đây. Cho thuê phòng đây. Cái đoạn này là các anh chị tự bổ sung vào nha, còn tôi chỉ cho cái gợi ý thôi nha. Ở đây các anh chị mới thấy được rằng là, tại vì ở đây là cái thông tin thể hiện của một cái phiếu thuê phòng. Thì trong cái dữ liệu của nó, một cái phiếu thuê phòng á, nó có là ngày nhận, ngày trả, số tiền, rồi khách hàng gì đó vân vân, nó có thông tin đó, nghe không ạ? Thì ở đây á, là chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải phân tích thật kỹ lại cái công việc thật của người ta, công việc thật của người ta. Khi người ta cho một cái phiếu thuê phòng á, thì tất nhiên người ta phải có cái thông tin là của cái phòng, đúng không ạ? Cho thuê cái phòng nào, rồi cái ngày nhận á là mình đừng có cho người ta gõ vô, cái chuyện đó là vô lý. Tại vì là thí dụ như khách sạn đây là cái trước đây á là những cái ứng dụng mà về khách sạn nó đưa cho nhập cái ngày nhận này vô, cái đó là các anh chị biết là thời rất là cổ lỗ sĩ, cái thời gian mà gọi là xử lý theo lô. Xử lý theo lô có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là không có phần mềm cái gì hết trơn luôn nữa. Tức là hễ mà cho thuê phòng á là cứ làm tay điền vô, họ ở bên ngoài họ có cái sơ đồ phòng của họ gì đó, rồi họ điền vô là có phiếu thuê này, phiếu thuê kia vân vân, họ điền vô cái phiếu đó, phải không ạ? Rồi một ngày hai ngày sau, thậm chí rằng là
là 10 ngày sau, một tuần sau gì đó mới đem những cái phiếu đó đến một cái phòng mà gọi là phòng tin học. Cái phòng tin học đó nó mới gõ thông tin vô. Thì cái ứng dụng đó là ứng dụng chỉ phục vụ cho tra cứu và thống kê. Kêu nè, để nó giúp nó tra cứu thống kê thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì cho cái người dùng mà đang làm cái nhiệm vụ cho thuê phòng hết. À. Cái ngày nhận nó là ngày hiện hành. Ngày nhận là cái ngày hiện hành, do đó là không có gõ vô cái gì hết trơn. Cho thuê phòng là anh cho thuê vào lúc nào thì là cái ngày nhận là cái ngày đó. Anh không thể cho thuê phòng của ngày mai, của anh cũng không thể có thuê phòng của ngày hôm trước. Cái chuyện đó là đặt phòng là chuyện khác, là booking là chuyện khác, còn này cho thuê thiệt, lập cái phiếu thuê thiệt thì anh lập vào lúc nào thì là cái ngày nhận là cái ngày đó, đúng không ạ? Anh chị đến một cái khách sạn nào đó, tôi đang nói về cái chuyện là cho thuê thực tế nha. Ngày trả cũng không có nhập vô, tại lúc đó chưa biết cái ngày trả là gì, chỉ có ngày dự kiến trả thì có thể có, ngày dự kiến trả thì có, nhưng mà trong yêu cầu của đề bài tôi không có nha. Số tiền lúc đó cũng không có luôn, không có nhập vô cái gì hết trơn luôn nữa, chỉ gõ vô cái số phòng thôi. Nhưng mà ở đây cái hướng dẫn sử dụng á, khi người ta gõ vô cái số phòng, số phòng là cái tên phòng ở trong này đó nha. Số phòng đây mình đặt ở đây là tên á, mình đặt là tên. Còn bên ngoài á, đừng có dùng từ tên phòng. Các chị muốn dùng từ tên phòng cũng được, dùng số phòng, hiểu không ạ? Dùng số phòng, dùng số phòng ở này. Thì người ta sẽ phải gõ vô một cái số phòng nào đó. Thì cái số phòng này á, ở đây các anh chị phải đi kiểm tra. Các anh chị phải đi kiểm tra, lúc này cái nút đồng ý này nó sẽ không có hiện ra đâu nha. Nếu mà cái phòng này á, là nó có thiệt, đầu tiên nó phải có thiệt. Người ta gõ lộn qua một cái số phòng nào đó, XYZ nào đó thì là mình phải có cái thông báo. Ở đây tôi không thể hiện cái thông báo đây nha. Thứ nhất là nó có thiệt. Thứ hai là cái phòng đó vào cái ngày hiện hành nè là không có ai thuê. Thì cái chuyện đó là cái kỹ thuật ở bên trong của cái chuyện lập trình nha. Tôi không có hướng dẫn ở đây, tôi đang nói về mặt giao diện thôi. Giao diện nó như thế này. Còn với khách hàng á, là các anh chị cứ cho họ gõ trực tiếp vô, cứ gõ vô, gõ thoải mái. Ở đây là chúng ta không có cho chọn gì hết trơn, nó chọn chi? Không cần, phải không ạ? Không cần chọn gì hết trơn luôn nữa. Cứ cho gõ vô họ tên, chứng minh nhân dân, gõ thoải mái. Các chị thấy những cái ứng dụng làm quản lý khách sạn thiệt, nó cho gõ vô, ở đâu có chuyện đó. Cứ cho gõ vô. Ở đây là các anh chị, vấn đề là chúng ta chừa bao nhiêu cái thì gõ vô gì nữa. Thì các anh chị làm là ở đây là người ta sẽ thấy rằng mỗi một cái phòng á, loại phòng á, nó có số khách tối đa nè. Thì là ví dụ như số khách tối đa, nếu mà các anh chị làm hay á, thì tùy theo cái số phòng đó các anh chị hiện ra bao nhiêu cái text box. Bao nhiêu cái text box. Ở đây có cái text box, đây có cái text box, đây có cái text box. Thấy không ạ? Hiện ra bao nhiêu. Cái nào người ta không gõ vô là bằng rỗng, rỗng là coi như không có khách hàng vậy thôi, không có gì hết trơn. Kiểu nè. Còn chúng ta mà làm dở chút xíu á, thì bây giờ là một cái khách sạn á, thì tối đa của nó là một cái phòng tùy cái khách sạn. Cái này phải vô trong cái một cái khách sạn cụ thể. Thì ví dụ như là hiện nay nó là 6, thì chúng ta hiện là tối đa là 6 cái dòng này thôi, 6 dòng này thôi, không có nhiều hơn nữa đâu. Không có đường này, đừng có thêm chi tiết, quỷ chi tiết, xóa chi tiết gì đâu. Số người làm rồi nói chung là nó đơn luôn nữa, không có cần đâu, thấy không ạ? Không có cần. Cái này gọn lắm. Cái này các anh chị muốn hiện lên nhanh nhất là hiện data list view nè. Nhưng mà nó không đẹp lắm thôi. Nó cũng được, data list view là cho gõ vô mấy cái chuỗi này thôi, gõ vô, thấy không ạ? Thấy ra sẵn. Rồi bấm đồng ý. Bấm đồng ý rồi mình ghi, mình sẽ kiểm tra lúc này cái phòng nó hợp lệ rồi nha. Phòng nó hợp lệ rồi người ta mới cho gõ đồng ý vô, còn ở trong này nó báo lỗi là chẳng qua mấy cái họ tên này là nó cái nào mà là rỗng á là nó coi như nó bỏ qua, là nó coi như là không có khách hàng đó thôi. Được không ạ? Đó là cho thuê phòng. Cái thiết kế cho thuê phòng là nó đơn giản. Nó đơn giản. Còn trả phòng là một cái dạng cập nhật. Chúng ta cũng phải gõ vô số phòng. Khi mà gõ vô số phòng rồi nó phải kiểm tra là cái số phòng này là có thiệt hay không. Thứ nhất. Thứ hai, nó phải kiểm tra rằng là cái số phòng này hiện giờ có đang cho thuê. Trong cái ngày hiện hành này là cái phòng này hiện giờ còn đang cho thuê thì mới có trả chứ. Chứ không có thuê gì hết trơn lấy gì mà trả. Kiểu nè. Và có đó thì nó mới lấy thông tin ngày nhận, còn cái ngày trả nó lấy là ngày hiện hành. Số tiền là tự động nó tính ra luôn. Danh sách khách hàng ở đây nó không có cho gõ vô gì nữa hết trơn luôn nữa. Đó, chúng ta bấm đồng ý.
là nó ghi nhận cái ngày trả, nó ghi nhận cái số tiền để mà phục vụ cho thống kê, được không? Thao tác rất là đơn giản. Biến cố các anh chị bắt ít thôi, vậy như tôi nói ở trong này chúng ta bắt có một biến cố enter ở đây nè, với biến cố đồng ý ở đây thôi, ở đây cũng vậy, click vô đây click vô đây thôi, đừng có bắt nhiều biến cố. Còn xóa cái phí thuê này thực sự ra là để dành cho cái chuyện nhầm lẫn thôi, thì mình cũng gõ vô một cái số phòng, chỉ cái điều là lúc này chúng ta phải kiểm tra rất là chặt chẽ. Chúng ta chỉ cho phép xóa những cái phiếu thuê khi nào, chỉ cho phép xóa những cái phiếu thuê khi nào khi mà họ nhầm lẫn thôi. Nhầm lẫn thì là những cái phiếu thuê đó là thuê trong cái ngày đó mà chưa trả, thấy không ạ? Trong cái ngày đó mà chưa trả cho xóa, thấy không ạ? Còn thực sự là cái phiếu thuê nào mà trả rồi á là không có xóa nha, trả rồi là dứt khoát không có xóa, là nó đã có tiền của nó rồi, không có xóa gì nữa hết trơn luôn nữa nha. Không có xóa. Và thường thường là chúng ta lập trình là chúng ta chiều cái người dùng quá, nhưng mà những cái người mà làm việc thực sự ở bên ngoài á là họ có kỷ luật lắm, họ không có dám làm bậy làm bạ đâu. Họ phải gõ vô cái số phòng đàng hoàng, gõ vô họ tên đàng hoàng, hiểu không ạ? Chứ ít khi nào là họ chỉnh sửa lắm. Ở đây các anh chị thấy tôi không có cập nhật, tôi không có cái cập nhật là bổ sung thêm khách hàng đồ này nọ đồ gì đó. Muốn đưa làm thêm cái đó cũng được, nhưng mà làm cái đó là chiều theo ý của tức là để mà dung túng cho khách hàng làm lung tung á, tức là khách hàng cái người mà cho thuê phòng á, họ gõ vô gõ tầm bậy tầm bạ luôn nữa rồi thì cuối cùng họ mới sửa, thấy không ạ? Hoặc là tại vì cái khả năng mà nó có một cái khả năng này là có thiệt nè, là cái khả năng mà gọi là ban đầu có hai người vô ở, có hai người rồi sau đó thêm một người nữa, nhưng mà trường hợp đó rất là phức tạp thì tôi tạm thời bỏ qua trong cái ngữ cảnh này, do đó tôi không đưa cái chức năng về cập nhật vô luôn ở trong cái đồ án, không đưa. Còn nếu mà có cập nhật á là cập nhật gì biết không? Cập nhật đó là cập nhật thêm sai, là sai về họ tên, sai về chứng minh nhân dân, sai về cái gì đó vân vân á, sửa cái này lại thôi nè. Chứ không có chuyện sửa ngày nhận, cũng không có chuyện sửa ngày trả, đúng không ạ? Không có nha. Các anh chị làm được cái bài khách sạn là các anh chị làm được bài karaoke, khách sạn 1, khách sạn 2 gì cũng vậy hết trơn luôn nữa. Đó là những cái dịch vụ cho thuê. Sau này chúng ta sẽ học về một lớp những cái dịch vụ, lớp những cái phần mềm gọi là phần mềm dịch vụ. Thì nó có rất là nhiều dịch vụ khác nhau, thấy không ạ? Cái bán vé xem phim. Thì ở đây là tra cứu thì không có gì để nói rồi, phải không ạ? Thì cái đó tôi không có sửa gì hết. Nhưng mà bắt đầu ở đây nè, các anh chị thấy cái chữ này là chức năng tích hợp á. Được không? Nhập liệu thôi. Còn vô trong cái màn hình nhập liệu đó là họ có thể chọn ra là họ có thể tạo ra một cái phòng mới, loại phòng mới, hay là họ có thể chỉnh sửa lại thông tin của một cái loại phòng, hay là họ có thể hủy một cái loại phòng. Đó, cái chức năng này gọi là chức năng tích hợp. Trong cái phim mà minh họa về cái bài giảng về cái phần mềm quản lý nhân viên một của tôi á, trong cái thiết kế giao diện á, trong cái thành phần giao diện á, là tôi dùng cái chức năng tích hợp. Hiểu không ạ? Dùng chức năng tích hợp. Còn trong cái phiên bản 3 đó là tôi đưa những cái chức năng cơ sở không à. Thế thì bán vé xem phim đây, nó có nhiều kiểu thiết kế lắm nha, ở đây là tôi hướng dẫn cho các anh chị một kiểu thôi. Đó. Khi mà chọn chức năng bán vé xem phim á thì nó sẽ phải có một cái phần để mà chọn cho xuất chiếu,
Mới vô thì nó chưa hiện lên chữ đồng ý này, mà nó không hiện lên cái này gì hết luôn, thì chúng ta phải chọn cái xuất chiếu, được không ạ? Chọn cái xuất chiếu, chọn xuất chiếu thì chúng ta phải qua tra cứu xuất chiếu, hiểu không ạ? Ở đây chúng ta có cái tra cứu xuất chiếu rồi nè, giống như là chọn nhân viên vậy đó, hiểu không ạ? Giống như chọn nhân viên vậy đó, chọn xuất chiếu thì gọi đến kích hoạt cái màn hình là tra cứu xuất chiếu, trò chọn, chọn phòng, chọn ngày, chọn gì đó không biết, thấy không? Chọn xong xuôi rồi, khi mà quay trở về cái nút đồng ý này nó mới hiện ra, quay trở về cái nút đồng ý này nó mới hiện ra, hay là chọn thực đơn động gì đó tùy mình. Lúc đó nó mới hiện lên là hệ thống những cái vé ở trong này, đây là những cái vé nè, nó xếp, thấy không ạ? Nó xếp theo những cái vé này rồi ở trên này thì nó sẽ dùng cái màu sắc hay là dùng cái đóng khung lại, hoặc là đơn giản nhất là các anh chị dùng cái phần mà thay đổi trạng thái thể hiện của tôi là nó sẽ đánh dấu được, giống như là cái này nó còn dễ hơn nhiều luôn nữa, thấy không ạ? Nó chỉ thể hiện có cái tên nè, cái lúc này là chúng ta khỏi cần biểu tượng gì hết trơn đâu, thấy không ạ? Rất là đơn giản, là một cái tên thôi, thấy không ạ? Thì nó sẽ thể hiện được là cái vé nào đã bán rồi, thấy không ạ? Thế thì chúng ta bán vé thì bằng cách là như thế nào? Chúng ta click lên trên nó một cái là chúng ta bán, hiểu không ạ? Đúng là bán. Còn chúng ta mà cái vé đang bán rồi không, chúng ta click vô con cái, tức là chúng ta hủy cái vé đó. Khi mà bấm đồng ý rồi nó sẽ quét ở trên những thằng này để nó cập nhật một lần, quét trên thằng này nó cập nhật một lần, hiểu không ạ? Nó thay đổi cái trạng thái về là vé này là được bán hay là chưa, tại vì thông tin đây nó có cái trạng thái của nó nè, có cái trạng thái của vé này nè, là được bán hay là không được bán, hiểu không ạ? Nó sẽ thay đổi cái trạng thái. Thì cái nào mà được chọn á thì là cái trạng thái nó chuyển qua là bán rồi, còn cái nào mà chưa được chọn thì là coi như trạng thái của nó là còn trống, được không ạ? Vậy thôi, bài bán vé xem phim, được không ạ? Cái thiết kế như thế thì nó gọn gàng, hiểu không ạ? Nhưng mà cái thiết kế này như tôi nói là làm sao, một trong những thiết kế dở nhất có thể có đó, hiểu không ạ? Nhưng mà xài được, nói chung là xài được, xài tạm thời được, hiểu không ạ? Rồi các anh chị học qua những cái môn khác cũng cùng cái bài này thôi, các anh chị thấy tôi sửa cách khác, Tôi nhắc lại là cái phần này tôi chỉ mang cái tính chất gọi là cái gợi ý, một số cái hướng dẫn cho cái đồ án thêm thôi nha. Chứ còn làm đồ án thiệt thì có thể là các anh chị sẽ phải làm ít hơn hoặc là làm nhiều hơn. Tại cái ứng dụng thực tế đó, khi người ta nói á, không bao giờ người ta nói đủ hết trơn á. Người ta nói như đây thôi nè, tại vì người ta nghĩ rằng là những cái chuyện kia không nói mình tự động mình phải biết, nó khổ vậy đó. Đó, tự động mình phải biết, không thôi thì cái ứng dụng các anh chị nó sẽ chết rất sớm. Bây giờ người ta có 4K chiếu rồi, không lẽ là cái công ty này là suốt đời của nó là nó chỉ có 4K chiếu này thôi sao? Nhiều khi nó mở thêm một cái ca chiếu nữa, thấy không ạ? Nó mở thêm, ví dụ nó cảm thấy nó còn trống rồi nó mở thêm ca chiếu từ 12 giờ tới mấy giờ đó, hay nó sửa lại ca chiếu này nè, nó chỉnh lại ca chiếu này, trong cái thực tế biến động mà, hiểu không ạ? Mà nó khổ lắm, các anh chị đi làm ứng dụng thực tế là các anh chị thấy họ không nói, hiểu không ạ? Nhưng mà tới chừng mình giao phần mềm cho họ, họ sẽ nói rằng là tại sao như thế này, rồi rủi rồi tôi thay đổi cái ca chiếu, tôi thêm cái phòng mới, rồi làm sao? Họ sẽ nói chừng đó, họ xài thử rồi họ sẽ nói. Còn ban đầu họ không có nói hết đâu, họ là khách hàng là thượng đế mà, hiểu không ạ? Họ chỉ nói đúng gọn gọn những cái chuyện gì mà họ nghĩ rằng mình nên làm, và những cái chuyện khác mình nên tự hiểu. Các anh chị đâu có may mắn là các anh chị gặp một cái khách hàng mà họ mô tả từng chi tiết một, không có đâu, mà tự mình phải hiểu ra đây mình có cái loại đối tượng đó rồi, mình phải theo cái thực tế thì mọi cái loại đối tượng, hiểu không ạ, đều phải có phần nhập liệu hết trơn, mọi loại đối tượng đều phải có phần nhập liệu hết trơn, chỉ có điều là phần nhập liệu nó là nhiều khi nó chỉ có cập nhật thôi. Ví dụ như cái công ty trong quản lý nhân viên một á, không có thêm mới, không có xóa vô lý, nó có một công ty một thôi, hiểu không ạ? Rồi có những cái loại đối tượng là sao, nó có đủ hết,
ba loại là thêm mới cập nhật xóa, rồi đôi khi nó lại có nhiều loại cập nhật khác nhau, vân vân. Cái đó là nó biến động, phải không ạ? Đó là biến động. Rồi thôi đấy, hôm nay là như thế, là tôi đã minh họa được cho các anh chị về cái thiết kế giao diện cho nó cụ thể hơn, phải không ạ? Cái này là thể hiện này, gọi là yêu cầu thực hiện đó. Click vô đây có một cái là thực hiện, click vô đây có là thực hiện, kiểu không ạ? Thực sự ra nó còn có một cái nữa, nhưng mà cái này thì là chắc là bữa hôm sau. Hôm nay như tôi có để qua đây luôn rồi nè. Các anh chị ngó là ha, bữa hôm sau tôi nói đi ha. Nó cũng là cái phần này luôn nữa, nhưng mà lúc này á, đây nè, đây là minh họa cho cái thiết kế giao diện theo cái dạng này á, là minh họa theo cái dạng là chức năng tích hợp, minh họa cho chức năng tích hợp, chức năng tích hợp, chức năng tích hợp á, thì là chẳng qua là cái màn hình này, ví dụ cập nhật gia đình thì cũng vậy thôi, nhưng mà ở đây á thì các anh chị mới để ý này nè, nó có thêm cái này, nó có thêm cái này. Màn hình này là thống kê của gia đình á, màn hình này màn hình thống kê của gia đình nè, thì nó có thêm cái phần danh sách những cái chức năng cơ sở. Nó có thêm mà danh sách những chức năng cơ sở, có điều tên nó đặt là do cái tiêu đề này là thống kê thu chi rồi, thì nó thêm chữ tháng thôi thì hiểu là thống kê thu chi của tháng. Khi mình click vô đây nó hiện lên cái này cho mình gõ, còn khi mình click vô đây thì nó hiện lên cái này cho mình gõ. Nếu quá mình phải có cái thông báo hướng dẫn, mình đặt tên cho nó gọn gọn thôi, tại do đây là thống kê thu chi rồi đó mà, còn thôi cái gì đặt tên là thống kê, còn đây là thu chi tháng, thu chi năm thì tùy bên, nhưng mà nhiều quá nó cũng rối lên thêm thôi, không có gì hết trơn, tùy. Hoặc là màn hình nhập liệu của thành viên thì là nó có thêm danh sách những chức năng cơ sở, này gọi là danh sách những chức năng cơ sở của nó, danh sách những chức năng cơ sở của nó. Một màn hình tích hợp là một màn hình mà bên trong nó có chứa danh sách những cái chức năng cơ sở. Nếu mà hiểu theo nghĩa đơn giản nhất nó là vậy đó, nó chứa thêm danh sách những chức năng cơ sở, và họ chọn chức năng cơ sở nào thì mình sẽ cho họ xử lý với cái chức năng cơ sở đó. Theo cái cách này á, là chúng ta hệ mà nhập liệu thành viên thì trong này chúng ta thêm mới, cập nhật, xóa đủ hết. Chứ còn cái cách kia đó là sao, là chúng ta cập nhật rồi, chúng ta thêm mới rồi, chúng ta muốn sửa lại nó đó thì chúng ta phải quay về màn hình chính, đóng màn hình chính nó lại rồi sau đó mới quay vô trong, chọn lại cái chức năng mới. Còn ở đây thì nó sẽ chọn trực tiếp ở đây luôn. Nhập liệu khoản thu, ví dụ tra cứu ở đây, tra cứu khoản thu ở đây thì là ở trên màn hình chính đó, nó chỉ có tra cứu thôi, thì lọt vô trong này á thì là chúng ta mới có danh sách những cái chức năng cơ sở, là tra cứu theo thành viên, tra cứu theo ngày, tra cứu theo số tiền, hiểu không? Thì cái này tuần sau tôi sẽ minh họa thêm, tôi nói thêm về phần này, các bạn. Thì cái bài mà cái phiên bản 3 của các anh chị á, là tôi gửi qua đó, là cái phiên bản 3 này nè, là chúng ta đang làm với lại cái phần gọi là chức năng cơ sở nha, chức năng cơ sở. Cái khái niệm mà chức năng cơ sở hay không phải là, tôi đang chạy ở đâu đây không biết, chắc ở bên đây thì được. Chức năng cơ sở, đây là những chức năng cơ sở nè, thấy không ạ? Đây là chức năng cơ sở nè. Dưới góc nhìn của người sử dụng là chức năng cơ sở đó, họ tra cứu theo đơn vị thì vô đây họ tra cứu theo đơn vị, nhưng bây giờ họ muốn tra cứu theo họ tên thì họ phải kết thúc rồi họ vô đây họ chọn là tra cứu theo họ tên đó, là như thế, hiểu không ạ? Tương tự như thế cho cái phần thêm mới, cập nhật. Còn cái phần mà tôi minh họa cho các anh chị, ủa đây đang là, đang là, để tôi coi coi, tôi minh họa cho các anh chị trong cái bài giảng về giao diện người dùng, nó còn dài không ở đây, đây, thì lúc này là tra cứu là như thế này. Các anh chị thấy không, lúc này nó tra cứu theo họ tên hay là tra cứu theo mức lương, cái gì đó vân vân. Chúng ta click vô trong cái nào đó, đơn vị ở đây thì nó, đây là gọi là chức năng tích hợp, chức năng tích hợp.
kêu nè, nhập liệu, thấy không à? Thì nó nhập liệu qua trên này thì nó có thêm mới là như thế này, chúng ta bấm vào cập nhật là nó yêu cầu chúng ta chọn cái nhân viên, thấy không à? Rồi kết thúc, chọn cái nhân viên. Rồi sau đó là chúng ta muốn cập nhật gì đó là chúng ta sẽ cập nhật ở trong cái chuyện đó. Đó, nó gọi là chức năng tích hợp. Thì chức năng tích hợp thì nó phức tạp hơn là chức năng cơ sở, các bạn. Được không? Không. Qua đang ở đây. Còn lại thì các anh chị sẽ cố gắng rằng là nếu mà chúng ta làm cái đồ án á, các anh chị làm được với cái chức năng tích hợp thì càng tốt, còn không thôi thì các anh chị làm giùm tôi cái chức năng cơ sở cũng được rồi ha. Làm theo cái dạng chức năng cơ sở cũng được rồi, màn hình chức năng cơ sở đủ rồi ha. Thôi được rồi, chắc có lẽ là cái phần về giao diện như thế này là đủ rồi đó, phải không ạ? Đây cái sụt code của nó thì có hết trơn luôn nữa rồi. Và tôi hy vọng qua cái phần này thì các anh chị hiểu rõ hơn về cái cách thiết kế giao diện. Còn như tôi nói rằng là cái phần giao diện này là câu chuyện rất 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 là dài, và không phải trong môn học này là chúng ta học xong đâu, phải không ạ? Và các anh chị còn học tiếp với tôi nữa thì các anh chị sẽ thấy nó còn nhiều cái mới luôn nữa, phải không ạ? Sau cái môn này là các anh chị còn khoảng 3 môn nữa các anh chị học với tôi cũng sẽ đều có cái phần giao diện này hết. Và các anh chị thấy là tôi sẽ nâng cấp lên từ từ. Tôi sẽ nâng cấp lên từ từ. Rồi, như thường lệ là tôi chào các anh chị trước nha. Các anh chị gửi giùm tôi cái ý kiến cuối cùng cho tôi biết coi hôm nay là tiếp thu cái bài về thiết kế giao diện này là như thế nào, phải không ạ? Rồi, thôi chào hết tất cả các anh chị. Còn thắc mắc thì cứ gửi nha. Rồi các anh chị gửi giùm tôi cái ý kiến cuối đi các anh chị. Coi hôm nay là chào thương gái tiếp thu coi bài được bao nhiêu phần trăm. Thường thường những cái bài giảng của tôi lúc sau này nó rất là ngắn gọn, nhưng mà bù vào đó ở trong cái chuyện đó đó thì cái hệ thống tài liệu tôi nghĩ tôi cung cấp cho các anh chị đầy đủ và đúng tinh thần của cái việc học từ xa. Đó, thật đầy đủ để các anh chị làm việc. Đó. Trời ơi, có người hỏi ước giùm tôi cái lịch thi lúc nào, tôi đâu có dám nói đâu. Cái đó nó phụ thuộc trường, nhưng mà thi á thì chắc là cũng trong tháng 10 mới thi chứ, tháng 10, tháng 11 gì đó tôi không biết, phải không ạ? Tôi chỉ có thể làm được chuyện này nè, tôi nói họ lên lịch thi sớm nha các anh chị nha. À, vậy thôi. À, cho đăng ký thi mà, thì có đăng ký thi nữa. Các anh chị cố gắng chọn giùm tôi mấy cái tên thực tế nha. À, ban đầu như tôi nói là tôi chọn là như thế để tôi cho các anh chị thấy rõ rằng là nó rất là dở, phải không ạ? Rồi thôi chào hết tất cả các anh chị nha, hẹn gặp lại trong tuần sau nha. Và ở trong tuần này á, là các anh chị cố gắng là vào thường xuyên nha, tôi gửi bài tập ôn tập cho các anh chị nha. Ha ha ha.